Chị gái thiện nhân tiết lộ Ngân Trác yêu cô em nhưng thả thính cô chị, liên tục rủ đi chơi riêng. Vừa qua gia đình thiện nhân đã đăng bài trên chính fanpage tích xanh của cô, tiết lộ việc nữ ca sĩ đi theo một người chị tên Ngân Trác và rời nhà từ đầu năm 2022. Theo gia đình thiện nhân, sau khi cô rời nhà, việc liên lạc với con gái của gia đình trở nên khó khăn bởi sự kiểm soát của người chị này. Đặc biệt, đến nay gia đình không thể liên lạc với thiện nhân và mong nhận được sự giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay sau đó thiện nhân lên livestream thẳng thừng bóc chuyện bị gia đình cấm cản yêu đương với người yêu đồng giới. Anh chị còn có hành động không hay và phải lao động cực khổ để nuôi gia đình. Sau buổi livestream, thiện nhân lên tiếng cho rằng anh chị mình được mình nuôi suốt 8 năm và bênh vực người yêu của mình. Gia đình nữ ca sĩ cũng đã có buổi gặp gỡ truyền thông. Chị gái thiện nhân tiết lộ thêm về việc người tình của em nhiều lần nhắn tin riêng cho cô. Chị gái thiện nhân chia sẻ, chị đó đã nhắn tin cho em rủ đi cà phê với chị. Lần đầu tiên em đã từ chối không đi. Chị rủ tiếp đi xem phim nhưng em cũng không đi. Đến lần thứ ba chị rủ nữa, nhưng từ chối hoài cũng kỳ, nên em nhận lời đi và có cả bé nhân theo cùng. Xong buổi gặp mặt đó, người này lại muốn qua nhà. Lúc này em bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, tại sao một thời gian dài không xuất hiện nhưng giờ đây lại dồn dập muốn tiếp cận gia đình em. Lần đầu muốn qua nhà thì em cũng từ chối. Một hai ngày sau lại tiếp tục nhắn tin nói muốn qua nhà, muốn ăn cơm em nấu, chị em mình nói chuyện. Em cũng lựa lời từ chối, nhưng người đó vài ngày sau lại tìm cách nói muốn qua nhà. Bên cạnh đó, mẹ ruột thiện nhân cũng lên tiếng dạy dỗ hai anh chị của nữ ca sĩ. Bà nhắn nhủ đến các con, em nó còn nhỏ nên nó nói cái gì thì hai con bỏ qua tất cả, dang rộng vòng tay để đón em mình về nhà thôi. Không có nghĩ gì về em mình, vì em mình quá khờ, hai con nên suy nghĩ lại, tha thứ cho em. Tiếp theo, chị gái thiện nhân còn khẳng định rằng cô cảm thấy thương và hoàn toàn không giận em của mình. Chị gái nữ ca sĩ bộc bạch, em với anh Tư cũng không hề giận bé nhân. Xem livestream nhưng em cũng không giận mà còn thương hơn, vì bé nói những lời thiếu suy nghĩ thì người bị trách sẽ là em gái của em. Còn phần em thì ra đường cũng chẳng ai biết em là chị của nhân, em cũng không để ý mọi người nói mình ăn bám ra sao, chỉ cần em gái được tốt nhất là đủ. Những thông tin về ồn ào giữa thiện nhân và gia đình đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hiện nay thiện nhân chưa lên tiếng sau những lời chia sẻ của gia đình cô. Người hâm mộ mong rằng nữ ca sĩ và người thân sẽ có hướng giải quyết êm đẹp hơn.